Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi, nhưng xót xa mong thương. Mong mây đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mong, bao vấn vương cho đời thanh thang, nhưng nỗi đau muôn vàn. Em nhớ có mùa thu mây sáng lâu, mây mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe là vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe là vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Em có mùa thu phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe là vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Người ơi anh có nghe là vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất.
Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh. Và vừa rồi thì các bác cũng đã được nghe thử cái chất âm trên cái cặp loa đến từ Đan Mạch. Và cái cặp loa này thì với cái model là Dean Audio Contour 3.0 thì các bác sẽ nhận thấy là cái giải cao và cái giải bass của cái cặp Dean này thì thực sự là nó rất là hay, đúng không ạ? Đặc biệt là cái giải cao thì nó nên thực sự là rất là sáng và rất là lung linh. Kèm theo đó là về cái giải bass thì cũng khá là sạch sẽ và xuống cực kỳ là sâu, đúng không ạ? Đấy, và cái cặp loa này thì có thể chơi tốt được từ những cái phòng từ 30, 35 hoặc là 40 mét thì đều chơi cực kỳ là tốt thôi nhá. Dean thì họ kiểm soát cái giải trầm thì cực kỳ là tốt. Đấy. Và sau đây thì em sẽ test cho các bác nghe thêm thử về một đoạn nữa của để các bác nghe thử test trống xem là nó có sạch, nó có tĩnh như là cái lời của em kể không các bác nhá. Thì thực sự là họ thể hiện cả các cái bản nhạc saxophone cực kỳ là hay, đúng không ạ? Đấy, và sau đây thì em sẽ test thêm nửa bài nữa để các bác cùng tham khảo thêm về cái chất âm của cái dòng loa này các bác nhá. Our bodies are hurting like hell. They promise to never leave us alone. Our hearts are breaking. Picking stars like apples from the sky, threatening to throw them in the sea, so we won't have anything to gaze upon. What happened to liberty and the bridges we almost got done? What happened to them? What's going to take us home? Dreams are breaking like glass. But faith is hard like stone. Sometimes
down and forget this. You need to be telling me. What happened to liberty and the bridges we almost got done? What happened to that? What's going to take us home? What happened to liberty and the bridges we almost got done? What happened to that? What's going to take us home? Tiếng rất là hay và rất là sạch đúng không ạ? Không gian thì rất là lan tỏa. Về cái cặp loa này thì hiện tại bên em đang giao lưu với các bác với một cái mức giá là 50 triệu các bác nhá. Một cái cặp loa mà khi nó xuất xưởng có một mức giá lên đến hơn 300 triệu. Mà hiện tại bây giờ thì chỉ còn có 50 triệu thôi, rất đáng để chơi đúng không ạ? Đấy. Và các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là nhắn tin qua Zalo, qua fanpage em có để trong phần mô tả các bác nhá. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây và chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.